Bạn sẽ cảm thấy thế nào khi phát hiện ra bản thân của mình là nàng tiên cá? Chào, mình nói chuyện được chứ? Không muốn đâu. Không còn chàng trai bình thường nào nữa. Bạn không cần quý ngài Remed đó đâu. Hay bạn hát cho mình vui lên nha. Tôi thấy đại dương trong giấc mơ. Tôi thấy mình bơi xuyên biển cả. Tôi nghĩ tôi tìm thấy kim cương rồi. Bạn vô cùng tài năng. Tôi là Jess Wong, nhà sản xuất. Và tôi muốn ký hợp đồng với bạn. Với ai? Tôi xin nhận. Chúc mừng, bạn sẽ trở thành một ngôi sao lớn. Nếu bạn thân bạn là người ca, cuộc sống sẽ là sự hòa quyện độc đáo. Mình yêu những bài nhạc như bạn thấy đó, giọng ca tuyệt nhất thuộc về mình. Và mình có thể hát mãi không ngừng luôn. Phòng tắm cho nàng tiên cá như sofa của con người vậy á, là nơi tốt nhất để đọc sách. Không không, không phải cái đó. Có vẻ như ai đó nhiều lông đã quyết định ngăn Obi tận hưởng sự nghỉ ngơi của cô. Mèo, cứu! Oscar có vẻ không ăn nổi con cá như vậy rồi. Không ai thích mình hết. Mình muốn được yêu. Mình biết cách giúp bạn. Đến đây, chàng trai của em. Anh sẽ là của em. Anh sẽ có được tình yêu của em. Đến đây nào, chàng trai. Anh sẽ là của em. Em đẹp quá đi. Luôn thành công, thử đi. Đến đây nào, chàng trai. Ai đó đang hành hạ con cúng hả? Này, mọi người đi đâu vậy? Đợi đã. Ôi, như mỗi khi thôi. Có vẻ là có ngoại lệ rồi. Abby, nhìn kìa, chàng trai mời mình tới bữa tiệc này đó. Anh ta đang tán tỉnh cô gái khác. Nói chuyện với em thú vị ghê. Cho một bữa tối tuyệt vời. Một tên vô lại. Julia, chiến lược của tụi mình. Pete, đáng đời đồ lăng nhăng dối trá. Julia, tạm biệt Pete. Giờ, mình sẽ cho bạn xem chăm sóc sắc đẹp ở vườn quốc dưới biển. Đầu tiên, bạn chải tóc. Với nỉa? Có vẻ được đó. Giờ, dùng chất nhờn của điệp như serum dưỡng da. Bạn làm gì vậy? Tại ngon quá. Phần quan trọng nhất là mặt nạ tảo Kampu. Ew. Julia, sao vậy? Bạn không thích mùi này hả? Không sao. Mình có cái làm sạch rửa chân lông khác nè. Đây là sao biển. Mình không lấy nó ra được. Ôi, có vẻ những biện pháp chăm sóc sắc đẹp đại dương không phù hợp với Julia rồi. Au, mặt mình. Nhưng lỗ chân lông thì sạch đó. Không, không phải thế này. Cũng không phải thế này luôn. Đêm nay mình có ngủ được không đây? Vẫn khó chịu. Làm quen với việc ngủ trong bồn tắm sau những căn phòng sang trọng dưới nước thật không dễ dàng. Chào buổi sáng. Hình như cuối cùng Abby cũng tìm được tư thế ngủ thoải mái rồi. Phải mua cho cô bạn một cái bồn to hơn thôi. Make up cho From xong rồi. Con Phân chọn trang phục thôi. Cái này không được. Cũng không được luôn. Mình không có nổi một cái váy đẹp. Sứa. Gọi Abby. Mình gọi đây. Chào Julia, bạn gọi mình hả? Ừ. Hôm nay là prom mà mình không có gì mặc hết. Mình có vài bộ xinh lắm. Tôi cần đuôi trên giá. Nhưng mình không phải người cá. Mình không thể đi prom mà mặc đuôi được. Đừng buồn. Chào Sebastian. Julia cần quần áo cho prom. Giờ mình chờ thôi. Nè Julia, thử cái này đi. Wow, xinh đẹp tuyệt vời.
chi tiết cuối cùng còn thiếu là hoa giấy. Oh, Josh, Julia, trông em tuyệt lắm. Đi chơi vui vẻ nha. Bắp rang sẵn sàng rồi, xem phim thôi. Em đang bay, Jack. Lãng mạn quá, cảm động quá. Ôi, ai mà ngờ. Khăn giấy nè. Cảm ơn nha. Ồ, đây là khoảnh khắc mình thích nhất. Mình lấy thêm cái nữa. Cô nàng sắp làm ngập nơi này rồi. Abby, nhảy vào nè. Gì? Nhưng tại sao? Cứ nhảy vào đi. Giờ căn hộ an toàn rồi. Hàng xóm dưới tầng cũng vậy. Ừ, tụi mình chắc chắn phải tổ chức party ở con tàu chim. Abby, xem họ làm gì với tóc mình ở salon nè. Đừng khóc, Julia. Sebastian, mình cần sự giúp đỡ chuyên nghiệp của bạn. Mình đợi bạn nha. Bạn mình sẽ giúp được bạn đó. Anh ấy đáng yêu không? Đáng yêu lắm. Chào, Julia. Chào, Julia rõ ràng không ngờ bạn của Abby là như vậy. Bắt đầu thôi. Ta-dan. Wow, đẹp quá đi. Well, của Sebastian không phải bạch mã hoàng tử, nhưng kiểu tóc thì anh biết nhiều lắm đây. Chỗ này tuyệt lắm. Giờ bạn phải thử món thương hiệu của họ. Mình đói đến mức có thể ăn cả vỏ ốc. Ôi không, họ làm gì với Bobby vậy? Dậy đi, anh bạn. Không, cậu ấy cần giúp đỡ chuyên nghiệp. Chào, tụi mình cần bác sĩ. Bạn làm gì vậy, Abby? Cứu Bobby. Bobby là ai? Chuyện gì xảy ra vậy? Ai cần giúp đỡ? Mình không biết, mình mới gọi cá thôi. Mọi thứ rõ ràng, tôi có thuốc tốt nhất. Không có gì hiệu quả hơn kẹo. Chỉ là một cú sốc, cô ấy sẽ khỏe lại ngay thôi. Cảm ơn bác sĩ. Bobby tội nghiệp. Chơi nào. Mình yêu trò này. Các cô gái, sao còn chưa ngủ? Tụi con thấy mấy giờ rồi không? Nhưng tụi con muốn chơi thêm. Bà không nghe gì hết, đi ngủ. Mình có thể làm ba bạn ngủ. Làm đi. Ông Maya, xin hãy ngủ nào. Và đừng quên phải đếm cừu nhé. Bác thấy mình buồn ngủ lắm rồi. Ngủ một giấc đi, dù thế nào đi nữa. Bà ngủ rồi, chơi tiếp thôi. Có tập mới của chú cá đi bộ rồi. Ôi không, không phải chứ. Sebastian, mình làm đổ nước lên laptop rồi, nó đang bốc khói. Mình tới rồi. Bạn đây rồi, mình sẽ xem mình làm được gì. Abby, có tình xấu. Laptop của bạn hư rồi. Đó là điều mình sợ mà. Mình xin lỗi. Làm sao mình xem tập mới được đây? Nè, bà có thể dùng của mình. Nhưng mình không chạm vào được. Bạn có thể. Bạn chỉ cần găng tay đặc biệt thôi. Xem phim vui vẻ nha. Cảm ơn. Bạn đúng là bạn tốt. Rồi, xem chú cá đi bộ online. Thầy xem bài của em rồi, Julia. Tiếp tục phát huy nha. Cảm ơn thầy Maya. Ray, em có thể làm tốt hơn. Mình được điểm A. Bài này của ai? Và tại sao lại ướt? Ai chưa ghi tên lên bài? Chỉ có một người có thể có bài như vậy thôi. Abby, em lại điểm F. Lần tới, ít nhất phải nộp giấy khô nha. Tìm một chàng trai ở đâu bây giờ? Oh, không phải lựa chọn tôi. Chào. Ồ, em nói chuyện với anh hả? Đúng rồi, làm quen nha, anh đẹp trai. Hiểu rồi, anh tới đây. Nhân tiện thì anh thấy em ngay tức thì luôn. Nào, Abby, đến lượt bạn đi câu đó. Được thôi, mình làm được. Ồ, bạn làm gì vậy? Xin lỗi, bạn em hiểu theo nghĩa đen rồi. Đi quán bà khác mà câu nha. Abby, đó là cơ hội của mình. Nhưng bạn có nói là đi câu mà. Bạn có muốn làm bạn với nàng tiên cá không? Cho tụi mình biết trong phần bình luận bên dưới video này nha. Bạn có thích video này không?
Vậy thì like, đăng ký kênh tụi mình và đừng quên nhấn nút chuông thông báo nha. Hẹn gặp lại.